Không. À, do con bọn con ở đây là đông không? Có đông nhiều không? Thay nhau trực đây à? Thế còn một số bạn ở lại vào trong kia nấu cơm đúng không? Thế đây. Thế con khoảng bao lâu rồi? Con nghe bao lâu con đấy nó trực? Là khoảng bao lâu rồi? Mùng 3 là bao nhiêu lâu rồi? Khoảng bao nhiêu ngày? 17 à, cũng được mười mấy hôm à, vất vả hả? À. Thôi chứ chịu khó giúp xong kia giúp bà con nhé. Mình vẫn đi thẳng hay đúng không chị? Đúng rồi, đi theo cái bán tải kia. Thấy rồi đi vẫn một tiếng nữa mới đến thôi. Tiếng vào bản, đây là đang trong thị trấn thôi đúng không? Chưa vào xã. Chẳng phải cách người mấy 20 cây. Hả? Nó xã mà anh, đâu? Khó khăn mà. Có nghĩa là bây giờ đây, cái, chính là cái cây cầu mà bị chia cắt đôi đường đây à? À, chúng ta đến cái cầu này là mới là ở đoạn ngoài thôi. Trung tâm vùng lũ. Lúc trước là chỉ đến đây là phải dừng lại hết rồi. Lần trước là chỉ đến đây. Nhưng bây giờ ô tô đã được vào rồi đấy. Phải xin phép, muốn vào là phải xin phép. Rồi lũ đấy. Đúng rồi, giữa đúng rồi. Đây lũ à. Lúc trước là các vị vào đây trong các vị lội xuống suối, các vị chụp ảnh nhắn cô vị úp Facebook này. Và các vị bảo các vị đã được trải nghiệm ra đến vùng đồng bào. Tại vì không vào được. Nhưng mà đã làm được rồi à? Vâng, làm ngay mà anh. Sau ngày thứ hai là khẩn trương làm cầu. Hôm trước gãy cắt đôi mà. Còn mỗi cái đây, đây cái mỏm này mất dùng dùng hai nhịp lối ấy. Ô mà đã đổ cái bê tông này rồi nhỉ. Cái này là gần như là khắc phục. Chỉ một phần không biết đến bao nhiêu so với trận hôm đấy. Rồi hôm trước chắc là phải ngập hết đi đây. Nó cứ quần quật không mà. Sỏi đá nhiều à. Ở đâu? Thế hôm trước là chỉ đeo cái cầu chỗ này thôi. Ở đâu ạ? À, cái sắt đây rồi. Chính là cái sắt đây là người ta làm đấy ha. Hai phân à? À. Nếu mà không em có em đang đi lên sông Ba gì anh ấy. À, chính là đặt sắt đây. Mấy hôm lắng giáo anh chị xuống đây này cho một đám anh chụp ảnh. Đây. À. Có nghĩa là cả cái chỗ này mênh mông hết đấy. Mênh mông Ban Nha đây là ngập hết đấy. À cái đường này hình ngày xưa chính là con đường đây này. Xong mà ngập hết rồi thành sỏi đá này. À đập ra. À đập à. Không tại vì có đường ô tô vào kia mà. Bờ kè nhưng mà ô tô vào được ấy à, cái đường kia. Ngày trước là ô tô vẫn chạy thẳng vào trong kia được. Nhưng bây giờ không thể chạy nổi. Làm cả ngày cả đêm mới được con cầu này đúng không? Một cái mẩu của đấy, cái mẩu cầu đấy. Cá to quẩn quẩn về. Mình người Việt Nam là yêu người Việt Nam. Ờ có khác. Đấy, nước vẫn phòi đây này nhỉ. Trong núi nó chảy. Phòi nó theo cái rãnh khe nhỏ nhỏ này. Được làm bộ đội của Hồ đâu phải dễ bây giờ. Đấy, chị bảo đồi còn cây đâu. Chặt bao nhiêu cô. Xong rồi nó cũng bị ảnh hưởng cái gì đấy thôi, nó phủ rồi. Đâu, chặt bình thường thôi. Không chỗ này không có biệt phủ trên nhà này, em không đây ra phủ. Cái này là Sơn gì Sơn La không có biệt phủ. Sơn La đấy đâu ra gỗ nhiều mà chặt Sơn toàn vài cái cây cổi chủ yếu là lấy ở bên Lào về thôi. Đúng rồi Sơn La gì có mà chặt nhiều. Cái lũ này không phải là do chặt cây khổ quá. Lũ này là do mình bị ảnh hưởng ở bên Yên Bái nó chuyển sang thôi. Nói chung là thiên tai thì lũ lụt thì chẳng biết được. Hồ nó chỉ ảnh hưởng
không, kể cả nhé, nếu lũ to nhé, phòng hộ cũng chẳng thua gì, một phần thôi, chứ không thể là như Yên Bái cái rừng đấy nó cũng rộng to như thế chẳng mà anh nhỉ, nó xẻ cái rừng ấy. Chẳng qua nó ngấm ngầm nó nhiều nhiều giờ đấy, giống như nói đấy, nó bục ra đấy, giống như núi lửa đấy, đấy nó dạng núi lửa sao đấy, cái trời thấy gì thì nó chặt hết rồi, nó không có cây bám rễ và ngăn được nữa. Không chặt được hết được, chặt được cái to đi, cái bé thì vẫn luôn mọc đấy. Gần đây là họ không cho chặt đâu chị ạ. Không chặt được. Rừng bảo tồn rồi. Bảo tồn. Ngày xưa thì còn xây nhà bằng gỗ nguyên liệu, bây giờ hết rồi. Người ta kiểu khu nào người ta khai thác được, người ta khai thác thôi. Người ta không chặt bừa. Có ít. Đây là vẫn trong thị trấn hay là? Ven thị trấn. Thì leo thang. Leo thang sang kia. Leo thang. Không thì mua bán thứ ăn uống thì ở đây vẫn còn tự cung cấp được đúng nói không? Nói chung là vẫn dễ hơn là những điểm trong kia. Nhưng mà tóm lại là đây là không ra được ngoài cái chơi thôi đúng không? Còn ăn uống ở trong này tự cung cấp rồi. Ví dụ thế, người ta còn thăm bà con hay có việc gì mà sang kia thì đi lại là leo thang gửi lại xe ở ngoài này. Leo thang. Thảm hại lắm. Mấy hôm leo thang. Lần 3 ngày leo thang mà anh. Đấy, như xe buýt rồi thì là không đi được nữa đúng không? 3 ngày leo thang. Leo thang mà vác gạo lên cũng là đúng rồi, khổ lắm. Khổ mấy hôm bác... đấy mà mọi người lại vác gạo căng, về nhiều nhá. Toàn gạo. Mang gạo nhiều lắm anh ạ. Sau ngày hôm sau bác có nhà đã ủng hộ 10 tấn gạo. Tắc rồi. Ở Mai Sơn nhà em ấy. À đây ạ. À. Là các cái vùng vành đai bên dưới. Tắt đường, mặt tắt đường để gì? Không sao cả. Đeo theo anh số ấy. Sang kia kìa. Quảng, Hà Quảng không đi Quảng. Mùa. Quảng. 36 cây. Thế thì không biết nó xuyên đi đâu nhỉ? Sang Lào anh. Sang Lào luôn. Không phải. Giáp Lào. Không sang Lào. Sang 36 cây. À lại sang Yên Bái. À lại riêng này phải Yên Bái được à? Điện biên gì đấy. À. Thông đấy đúng không? Thấy 36 cây này đường tỉnh ngon này. Chứ không phải đường cụt đúng không? Lào nó thì nhẽ sang bên dưới bên kia. Thế đi về đường Yên Bái cho nó gần. Anh dạ. Về luôn đi qua Sapa nghỉ nhá. Qua Sapa nghỉ giữ 2 ngày không về lấy sức. Em dễ tính như cà phê mà các bác bảo em đi đâu cũng được. Vui cả gia đình nhá. Vui rồi. Có lần ở Su Phi ấy chị ạ. Có một hòn đá mồ côi nó bị tách ra, nó lăn xuống lấp kín ở đường mà công binh bộ đội phá 1 tháng rồi không nổ. Sau cuối cùng bắt buộc coi như là phải nổ mìn xử lý rồi. Không, nổ mìn không được. Không được à? Bắn vòng đường, bây giờ con đá vẫn còn. À, đi vòng. Sập xuống dưới đất đấy. Không mình phá. Không ăn thua. Nhỉ? Em nghĩ là mìn vẫn sử dụng được mà nhỉ? Khu đá nó lớn quá. Đó. Làm đến 1 tháng rồi mà coi như là về sau tính là để làm vòng đường khác sang bên này còn nhanh hơn, tiết kiệm hơn. Gọi mấy kỹ sư ra coi tính toán rồi sau quyết định coi như cho máy xúc coi như xả bên trong vòng luôn là có hòn đá. Hồi xưa nhỉ, xảy ra Trường Sơn được nhỉ? Kinh khủng khiếp, tay không chẳng may mau gì thì chìm vào sông em từ tỉnh nọ sang tỉnh kia nhỉ. Xong rồi đá đi bao nhiêu đất phấn thôi cá mà làm bằng tay hết. Cái vụ mà đi xe trên dây kinh. Này còn đi xe trên dây vừa đi La Răng ở trên dây dây cam trời không có cầu. Cái đấy mà đường thế giới nó xem chẳng đất. Còn cái chuyện mà lái xe lốp đi qua 2 tấm ván này thì là quá bình thường rồi. Qua cái dây, mỗi cái dây nhỉ? Dây băng đấy, phải đi dây băng. Hình như lắp thêm cái vành bên ngoài hay như nào ấy nhỉ? Cái La Răng nhỉ? La Răng, tháo lốp ra coi là lắp La Răng. Đi vào sang hay nhỉ? Kiểu như là dòng dọc pulley. Quá sơ sắc. Thế lúc đấy là nói chuyện đồng chí công an. Đồng chí công an là em. Ủa, thế
Có nghĩa thầy bảo là sinh năm 76 không ở với nhau được, chọn một trong hai con hoặc em. Em 76 xong rồi này, con em là Bình Thuất. Có nghĩa là thầy bảo là ông bảo thế, ông bảo là em kiểu khi nó xảy ra sự việc họ nói thì thấy cái gì cũng là đúng, đúng anh rồi. Ạ. Thế người ta bảo như nào? Đã sắp đá lở đấy. Đấy, đấy lở. Họ bảo là chỉ một trong hai người đàn ông thì em chọn một. Chọn một thôi, còn là con hay chồng như vậy đúng không? Đá lở đấy, đá lở đấy. Nếu mà cứ mưa thế này tầm ui ôi, cục này này. Cục này mới rồi, cục này mới rồi. À, cục này nguy hiểm quá nhỉ. Vừa mới vừa rồi. Đá còn mới tinh này. Không này là có máy tinh. Thế báo với cả bên đấy chứ nhỉ, không nguy hiểm quá. Thế thảo ra công an người ta cấm đường không cho là phải là phải rồi. Nguy hiểm lắm. Nhà em, hôm nay em đi mọi người cũng lo mà. Thế thì nguy hiểm quá. Vâng, cái độ an toàn là cũng không. Vừa rơi đấy chứ đúng không? Cái vết đấy là vừa rơi. Đêm qua thôi, em đoán chắc là mới đêm rồi. Bởi vì cái vết không, đá nó vẫn còn mới lắm. Không người ta sẽ vào. Không người họ đã vào là khắc phục ngay rồi. Toàn đá một cua là xuống. Cái lúc đấy mình tròn 30 tuổi. Nhà vừa mất là năm 1933. Tuổi đang xoan đấy nhỉ? Tuổi hôm nay đang sinh. Đang xoan. Nhưng mà 1-3 giờ rồi đấy cũng chẳng ngắn thua nhỉ. Có tốt thì tờ vơ vẫn tái. Còn nếu giá không tốt thì giá mà tốt, thời giá mà tốt là lại mầm đâm dễ đấy. Mình thì không có ý định. Là chả biết được đâu. Đến lúc duyên số. Bạn này là bạn đâm đấy. Mày đừng chiêu tao, mày đừng chiêu tao. Bạn đấy đi, bạn đâm thật đấy. Bạn đâm đấy. Bạn này đâm asin. Bạn đấy đâm thật á? Bạn đấy hút đấy, bạn đang máu phải dừng lại. Bạn đang con đây là con đầu đàn anh ạ. Nó bảo vệ các bạn gái của nó, nó tưởng em là thằng Châu. Hay là bố có rượu rồi sao? Chưa sáng nay. Sáng nay cho này chưa. Sáng nay chưa. Bây giờ mới đi. Bây giờ mới đi xịt mấy lập. Máu nhỉ, em đâm vô tô. Đâu, đấy anh nói công an là phải biết cách bảo vệ bạn gái như thế. Này, mình một kiểu cứ tự làm kinh tế từ mọi cái rất bất lạ nhỉ. Biết cậu thế nào. Mình thấy mệt thế, mình thấy nhiều lúc cậu hoài. Nhiều lúc muốn tất cả. Cố lên, đội xanh cố lên, đội vàng cố lên, đội đỏ cố lên. Tất cả vì các con thương yêu. Chúng ta cùng cố lên, củng cố nha, củng cố nha. Thằng lớn như mình thì bắt đầu. Sang năm nay thì bắt đầu trở lại bình thường. Đều như là chỗ lõm, chỗ lồi, méo sạch cái mặt đi. Không, mới là cái xương nó bị móp. Xương nó bị móp xong rồi. Xã vua trai. Không thể lấy được. Xương nó can vào, nó tự can ấy. Thế là bắt đầu mới lại quyết định đập xương. Nhìn thấy em kia cái đi vắng thôi. Em kia xinh nên là cũng khuyết được chết mẹ à, đạp ga thở thật sự êm ái. Thần kinh của bạn ấy liên lan truyền đến cái chân phải đạp khỏe. Bạn ấy vẫn còn nháy mắt rồi nhá, chưa làm gì. Không, em vừa đập đập đây đập 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 xe kia chứ này. Xinh cái nỗi mắt hết cả ga. Xinh mà. Xinh cả. Cao. Hồng hồng.
duyên rồi. Ờ, đấy là phải gì không anh? Ờ, đó phải duyên, duyên anh nhìn thế. Nháy mắt kìa duyên mồm tớp tớp. Tớp. Có khi ở rẻ đấy. Đấy. Lên kế hoạch ở rẻ đấy. Chưa rồi, kéo 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 cái cửa anh chị. Thế à? Ờ, sao đây rồi?